thôi thôi, anh em cứ tí nữa chắc không bật một phát thì ăn đủ đảm bảo. Ngày nào không bật phát là phải gặp cái tổ tiên đấy, 15 cân thì cũng phải gặp tổ tiên đấy. Ui trời ơi, như con chăn này. Thấy nó nói mà giống con chăn không? Mà nó con rắn nổi chúa. Quá nhầm. Sao anh phải lo? Ông kia vào đi. Đi vào đi. Trẻ con cứ đứng đấy rồi nó cắn ra. Ôi, nó to nhìn khiếp nhỉ. Vãi. Có bé trong phương pháp con chăn chấm mà đuổi thì chạy theo đường nào để zigzag cái đường thẳng để biết đâu chạy. Có bé để bố chú bạn nhà vệ sinh chỗ này mà chỉ có đẩy nhau chết. Con bé con nhìn cả con đấy con đầu rồi con đầu rồi con nước an toàn chơi cỏ an toàn rồi. Cân cân. Cân rồi. Mới là con dê là con chó. 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 Bụng đầu giờ mình xuống được rồi đấy. Không thoải mái rồi đấy. Không phải sợ đâu. Bây giờ mình chặt được đâu xuống hàng đây. Bầu rồi không sợ đâu. Chị con chuẩn con đi lên. Xong rồi, kèm bỏ cái bụng dây rồi. Thế này các bác không được quên phê nhá. Hết phê là bác được tối phê à. Gì? Quay quay. Úi dồi ôi. Sao? Bà vào rồi, đứng lên lại. Bước quay nhá. Bước quay nhá. Anh ấy từng thịt con nào rồi? Tuột ra cả. Tuột đầu. Lên đây. Không lên kìm kẹp đâu. Kìm kẹp cơ. Ủa chúng mình cứ sợ chưa? Cỏ này em ơi. Cho lên trên đây, cho lên đầu trên cả món này. Thì nó cái món này nó có được gầm kìa. Đấy, cái con này nó không mở nữa. Xuống dưới tay của bố. Bố cháu vào tay đầu lên. Cái con này là cái túi nó trơn. Túi nó trơn, sao con lớn. Anh em mình đi là phải có sách con mắt nó trứng về. Không về anh em nhà nó bảo mình nó phép. Bà chịu không nhận đâu. Ông anh em nó bảo nhận ông tặng nó phép tôi. Có vẻ là mang tiếng. Ở dưới chân, ở dưới. Thôi 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 thôi. Sướng thì không thấy sao nhiều. Mà buộc dây hết rồi mới liều. Anh em đi ra đây đi. Nó tuột măng dính như đang chết đấy. Là cái sờ mà lầm được anh ạ. Một tí nó vào mình nó sờ nó đâu. Chậu xanh rửa chưa? Chậu xanh rửa chưa? Chậu xanh rửa chưa? Mưa nó có mùi gì không? Có gì không? Cứ chưa cầm lên mặt này. Quá. Anh cái anh cầm đuôi quay cười xem nào. À chơi luôn. Đấy. 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 Đấy.
Nhưng mà lợn ăn nhưng mà cùi lại cầm đuôi bé quá nó thì mẹ ông sợ chết ông cầm đuôi. Cái đuôi là cái quan trọng nhất chứ không phải đùa đâu. Chú đừng quay trực tiếp nhá. Trực tiếp rồi. Ông cái này quay video lưu thôi. Ừ, con đợt trước của tôi 7 cân rồi, nó đang có hoa rồi. Cứu một khối nó cái gì đấy? Ui, giờ biết cứ tắm màu vàng. Quản nhá. Ui giời ơi. Thôi vừa chơi hai lọ rồi. Nó khỏe lắm. Nó gồng vui. Úi dồi ôi. Sợ nhờ. Khỏe như này không có cầm. Chặt đấy. Con ngâm này, con ngâm này nó to đấy. Sợ nhỉ. Hết tiết vẫn dậy. Lấy tiết làm sao mà đủ chia làm cho hai mâm cho bác mâm hàng xóm nhé. Rắn phải chăn đấy. Rắn chăn này khác anh ơi, chăn làm gì, chăn làm sao để sao. Rắn phải chăn đâu, chăn to như con rắn. Con này con rắn gì ạ? Hổ mang. Con này nếu mà bò vào đâu là lập miếu thờ luôn là con nhà của cô là về đấy. Chúng tổng ạ, bắt cái này cũng tổng mà. Biết rồi, chúng mày cho này. Siêu tầm được con này mà ăn nó khó ăn. Nó bỏ nó đưa đi mà đưa vào đây hơi vất vả, còn đưa vào đây hơi vất vả luôn đấy. Từ con 2 cân nó khó đấy. Qua bao đăng kiểm hay à, thì coi như chạy bao nhiêu tuyến đường hay cả thì nhà vừa đưa vào. Con 2 cân nó khó. Khổ lắm đấy. Con này nó to. Con này sợ nhá. Chưa mua được rồi, chưa mua được đấy. Chưa mua được rồi. Dã man nhỉ? Vẫn cứ nguyên như là vẫn gồng này. Anh nhìn nó gồng tay em này. Mà bây giờ thả ra cái mình chạy nhà ngay. Chạy gồng như là thả ra vẫn chạy. Cái đồ này xuống múc nước rồi đi. Cái đồ vào nhà tắm múc nước rồi đi. Rồi quả ruột nó kìa. Phải nhé. Đồng nó xem trên mạng clip bắt con hổ mang co này đã thấy giận này. Không sợ à, con này ông nào mà không lấy được cái tí cho về ngâm rượu vứt lên phòng. Con này ông nào ăn được nguyên của mặt này ăn mặt này không được đâu ăn đi luôn. Con này mới ba bộ rồi. Con hai tao anh vừa làm một con băng bành con hai rồi. Con này bây giờ con hai anh làm con bành con hai bây giờ âm mê hay là anh bảo là mật chăn mấy cân thì là mình được mấy cân nuốt vào phát nó không giật được đủ luôn. Đúng cái này là chỉ có chăn thì bằng đây thì là không nói gì. Chăn bằng đây thì bình thường. Nhưng mà con này chưa phải chúa phải hoa cơ. Chúa hoa này đi anh, chúa là nó đẹp chứ. Ừ, chúa là họ đây gọi của anh con là xanh đỏ cơ. Mỡ vàng này. Ôi trời ơi, mỡ ơi. Con chúa của anh là xanh đỏ cơ. Này mà dán đây mỡ rồi thôi rồi đấy. Hết tiết rồi, hắn dễ nó hết rồi, hắn dễ rồi. Khỏe nhỉ. Mỡ nó không nó thơm. Mỡ này chưa bỏng chưa biết cái quả. Không, dán này chữa gì. Mỡ
mỡ trắng nữa. Mỡ trắng hay là rắn? Mỡ rắn là chứ không có tốt đâu mỡ trắng. Cái này mỡ này cả nhà mẹ cả tháng hết á. Con này là cả được cái gái. Thôi, thôi, mình liên tiếp.